Những tin tức và câu chuyện đáng chú ý của Cà Phê Trưa ngày hôm nay: ca sĩ Phi Hải qua đời ở tuổi 50 vì bệnh Covid-19. Công bố bảng xếp hạng top 30 diễn viên hot nhất Hàn Quốc của tháng 7. Lady Gaga xuất hiện đầy quyền lực kể câu chuyện về gia tộc thương hiệu thời trang Gucci. Sarah Stone: tôi bị đe dọa, mất bảo hiểm vì Covid-19. Nếu anti-fan ủng hộ 5 tấn gạo, Việt Hương chấp nhận không post hình đi từ thiện. Khi Đức Phúc chuyển nghề từ ca sĩ qua biên tập viên bản tin tiếng Anh. MV đạt top 1 trending, nhưng Lê Bảo Bình có khả năng mất hợp đồng khủng vì một lỗi ngớ ngẩn. Vừa mới chào đời một ngày, ái nữ nhà võ Hạ Trâm đã bộc lộ khí chất diễn viên tài năng. Thúy Diễm cho Lương Thế Thành lên sóng, chắc nịch một câu: chồng còn ngon trai, hàng ao nhà vẫn xài tốt. Câu chuyện showbiz, những thông tin hot nhất trong giới giải trí trong tháng 7. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Cà Phê Trưa, vẫn là MC Khánh Huy xinh đẹp của chúng ta và anh Trung Thành già cả đây. Chương trình đã được phát sóng vào lúc 11:45 trên kênh YouTube Việt Nam Top News và App Net Love và phát lại lúc 12:00 trên kênh YouTube Net Love. Dạ, đã trưa rồi, không biết các bạn đã ăn cơm chưa chưa ta? Em nghĩ là chưa đâu, tại mới 11:45 à. Bây giờ là thời điểm quá giờ ăn sáng rồi, nhưng mà cũng chưa đến giờ ăn trưa. Thì chắc chắn là không có gì tuyệt vời bằng một ly cà phê nữa. Đúng. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy cùng đến với những thông tin ngày hôm nay nhé. Đầu tiên là chuyên mục tin nhanh showbiz. Thông tin đầu tiên là một thông tin có lẽ không vui lắm cho với các bạn khán giả. Đó là thông tin nam ca sĩ Phi Hải qua đời ở tuổi 50 vì Covid-19. Người nhà ca sĩ hải ngoại Phi Hải cho biết anh vừa qua đời vào tối 30 tháng 7 khi đang nhiễm Covid-19, hưởng dương 50 tuổi. Vợ của ca sĩ Phi Hải là ca sĩ Hương Giang cho biết 2 tháng qua, vì nhiều lý do, cô và chồng không ở chung nhà. Do hoàn cảnh dịch bệnh, chúng tôi mỗi người một nơi. Khi các phòng trà ngưng hoạt động, tôi chuyển sang bán họ online để lo cho gia đình. Tôi nhận được tin ông xã qua đời vào chiều qua. Đau xót lắm khi cuối đời vợ con vẫn không được nhìn mặt anh ấy. Ca sĩ Phi Hải là gương mặt quen thuộc của nhiều phòng trà phía Nam. Anh sở hữu chất giọng trầm ấm, thích hợp với những ca khúc trầm buồn, dễ đi vào lòng người. Thông tin ca sĩ Phi Hải qua đời đột ngột đã để lại nhiều thương tiếc trong giới ca nhạc sĩ. Trên mạng xã hội, nhiều đồng nghiệp đã bày tỏ sự tiếc nuối khi anh ra đi trong giai đoạn phòng chống dịch bệnh. Nhiều bạn bè không thể đến thắp hương tiễn biệt. Với tin thứ hai, chúng ta sẽ thay đổi không khí một chút xíu nha quý vị khán giả. Yeah. Công bố bảng xếp hạng top 30 diễn viên hot nhất Hàn Quốc của tháng 7. Vào hôm qua ngày 31 tháng 7, Viện Nghiên cứu Kinh doanh Hàn Quốc đã công bố bảng xếp hạng thương hiệu dành cho tất cả các diễn viên đang hoạt động trong tháng 7. Đây cũng là bảng xếp hạng 30 diễn viên hot nhất Hàn Quốc hiện nay, dựa trên kết quả từ 30 tháng 6 đến ngày 31 tháng 7. Trong top tháng 10 này, nam diễn viên Cho In-sung đã xuất sắc chiếm ngôi vương, đánh dấu màn trở lại ấn tượng nhờ bộ phim Đang ăn nên làm ra ngoài phòng vé xứ Hàn Escape from Mogadishu. Như thường lệ, dàn tài tử minh tinh hạng A của K-pop như Park Seo-joon, Song Joong-ki, Gong Yoo, Son Ye-jin v.v. lần lượt thống trị bảng xếp hạng. Thế nhưng bất ngờ nhất là sự vắng mặt của Hyun Bin trong top 10 và vị trí xuất sắc của mợ ngố Song Ji-ho cùng cú nhảy vọt của Park Seo-joon sau khi vừa nhé hàng gia nhập vũ trụ Marvel. Wow! Và thông tin kế tiếp là về một nữ nghệ sĩ, một nữ ca sĩ có một tính cách rất là quái dị. Anh là ai vậy nhỉ? Bad romance, Lady Gaga. Yeah, đó chính là thông tin về Lady Gaga. Lady Gaga xuất hiện đầy quyền lực kể với câu chuyện về gia tộc thương hiệu Gucci. Mới đây, bộ phim điện ảnh được mong chờ nhất năm 2022 là House of Gucci. Tạm dịch là gia tộc Gucci đã chính thức hé lộ trailer đầu tiên do Scott làm đạo diễn và Roberto Bacchini viết kịch bản. House of Gucci kể về câu chuyện của Patricia Reggiani khi cô bị xét xử và bị kết tội dàn dựng vụ ám sát chồng cũ, cựu giám đốc của hãng thời trang Gucci là Maurizio Gucci. Kịch bản dựa trên một cuốn sách cùng tên của Sarah Gay Forden và đây là một câu chuyện có thật. Thời điểm đó, vụ án mạng gây chấn động giới truyền thông, Patricia Reggiani được báo chí gọi với cái tên là quá phụ đen. Mặc dù được gia đình bao biện do có khối u não làm ảnh hưởng tới suy nghĩ của Patricia, nhưng vào năm 1998 cô vẫn bị kết án tù. Điểm đáng chú ý nhất trong House of Gucci là màn tái xuất trên màn ảnh đậm của Lady Gaga sau bộ phim A Star Is Born. Nhớ lại thời điểm năm 2018 khi bộ phim này ra mắt, diễn xuất nổi bật của Lady Gaga nhận được cơn mưa lời khen và có tên trong đề cử nữ diễn viên chính xuất sắc nhất giải Oscar. Sharon Stone, tôi bị đe dọa mất bảo hiểm vì Covid-19. Vào ngày 30 tháng 7, theo New York Post, nữ diễn viên Sharon Stone tiết lộ cô đang bị đe dọa vì yêu cầu nhà sản xuất thực hiện tiêm chủng cho toàn bộ nhân viên của đoàn phim. Tôi đang bị đe dọa vì dùng tiếng nói của mình để kêu gọi tiêm vaccine cho diễn viên, nhân viên hậu kỳ. Rất có thể tôi sẽ mất việc vì điều này. Điều đó thật vô lý khi tôi đang đứng ra bảo vệ mọi người. Tại sao chúng ta phải làm việc trong môi trường không an toàn? Minh tinh bản năng gốc tiêm vaccine COVID-19 vào tháng 3.
Stone cho rằng cô đã mất nhiều công sức để có thể làm việc trở lại. Vì vậy, việc yêu cầu toàn bộ nhân viên nên tiêm phòng trước khi đến phim trường là không có gì quá đáng. Tôi được mời làm việc ở Atlanta. Đó là công việc tôi rất yêu thích. Tuy nhiên, tôi đang sởn tóc gáy vì tình hình nguy hiểm. Hiệp hội nhà sản xuất Mỹ không đảm bảo an toàn cho chúng tôi. Nữ diễn viên đồng thời khẳng định không xuất hiện trên phim trường nếu tình hình không được cải thiện. Stone cho biết bảo hiểm làm phim của cô suốt 43 năm bị đứt quãng vì Covid-19. Vì vậy, cô không thể đánh đổi sức khỏe để xuất hiện trên phim trường nếu thiếu an toàn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với chuyên mục tiếp theo, đó chính là chuyên mục Hashtag của sao. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ đến với thông tin đầu tiên của ngôi sao Việt Nam. Đó chính là nếu Antifan ủng hộ 5 tấn gạo, Việt Hương chấp nhận không post hình đi từ thiện. Trong thời gian thành phố Hồ Chí Minh chịu ảnh hưởng của dịch bệnh, nghệ sĩ Việt Hương đã có nhiều việc làm thiết thực để giúp đỡ những mảnh đời khó khăn. Cụ thể, cô đã cùng gia đình đã tự tay chuẩn bị những phần quà gồm lương thực, thực phẩm thiết yếu để gửi đến bệnh viện dã chiến, khu cách ly và từng hộ dân cần hỗ trợ. Việc làm này nhận được nhiều sự khen ngợi từ phía khán giả hâm mộ. Tuy nhiên, khi liên tục cập nhật các thông tin thiện nguyện trên trang cá nhân, Việt Hương cũng phải đối mặt với ý kiến trái chiều từ Antifan. Một tài khoản đã đánh giá, công nhận giới nghệ sĩ giờ ưa làm màu ghê, làm rồi mà còn phải chụp hình đăng lên để mọi người thấy mình làm việc thiện này nọ. Cái người mà đi từ thiện thật sự họ không màu mè như vậy đâu. Ngay sau khi đọc được bình luận này, Việt Hương lập tức đáp trả Antifan rằng hứa danh dự với anh, em không đăng bất kỳ tấm hình nào nữa nếu anh chỉ cần cho em 5 tấn gạo em tặng bà con là xong. Sẽ không có thấy bóng em luôn chứ đừng nói là hình. Em ngồi chờ anh nhớ giữ sức khỏe nhé là em mừng rồi. Cũng ở buổi livestream mới nhất, nữ nghệ sĩ thẳng thắn nói về những khó khăn khi thực hiện việc hỗ trợ người dân ở mùa dịch nhưng vẫn nhận được những nhận xét chê bai. Chúng ta có thể thấy là cái miệng lưỡi thiên hạ rất là ghê tởm như thế này. Rất đáng sợ. Em nghĩ là cứ 5 tấn đi rồi sao cũng được. Giống như giờ ai chửi tôi thì chửi, giờ cho tôi 50 triệu đi, em muốn chửi tôi sao cũng được mọi người. Hứa là mọi người không thấy mặt tôi trên chương trình nữa, hứa. Trời đất ơi, Thành ơi. Không, chắc chắn, tại có những anti fan á, ai cũng sẽ có những người ghét thôi. Giống như một câu nói của thằng Fly ngày xưa đã từng nói, nếu em sống một cuộc đời mà không có người ghét á, thì em đầu thai kiếp khác đi. Sao vậy? Giống như là bây giờ em sống một cuộc đời mà không có người nào ghét em, có nghĩa là em phải hơn họ cái gì đó, hoặc là em có gì khác họ khiến họ không thích. Nhưng mà chắc chắn có người không thích thì chắc chắn sẽ có rất nhiều người thích. Không thể nào chúng ta chiều lòng hết tất cả mọi người cũng vậy. Và Việt Hương cũng vậy, em ủng hộ chị, yeah. Nhưng mà tiếc của em không có 5 tấn gạo với em không có anti fan đâu chị, em sẽ ủng hộ chị bằng tấm lòng này, yeah. Và thông tin thứ hai, khi Đức Phúc chuyển nghề từ ca sĩ qua biên tập bản tin tiếng Anh. Wow, Đức Phúc có ca khúc gì hay nè? Ánh nắng của anh. Gì nữa? Hết thương cạn nhớ. Trời giỏi quá trời quá đất luôn. Là gì nữa, còn bài nữa cũng rất hot. Nước. Đây là một ví dụ cho mọi người nha. À, cảm ơn anh. Ánh nắng của anh. Không, khán giả cũng nói thử nha, mình không nói câu này ra. Nhà bơi. Đây là gì? Cao. Đây là lời bài hát nha. Trời ơi, đố tới cái tựa đề mà còn không đố được, không đoán được mà tới lời bài hát. Sóng. Gần đúng. Biển. Gần đúng. Sông. Đúng, ghép lại đi. Công cha như núi Thái Sơn. Cái gì cái liên? Thì chóp để. Ủa cái gì bài hát gì công cha như núi Thái Sơn vậy mọi người? Công cha nghĩa mẹ. Cao hơn cả núi, dài hơn cả sông. Các bạn ơi, các bạn nên cứu Khánh Huy đi, tại Khánh Huy không có nhớ. Em yêu nên nghe gì nhiều thế thôi đúng không? Không biết bài. Các bạn nào biết bài hát này có thể để lại bình luận nha, mình thua Khánh Huy rồi mọi người. Ok, trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, hoạt động rất được các nghệ sĩ yêu thích đó chính là quay video TikTok. Và Đức Phúc cũng không ngoại lệ khi mang đến cho fan rất nhiều video thú vị. Mới đây dân tình đã không khỏi trầm trồ khi Đức Phúc thực hiện một thử thách vô cùng thú vị trên TikTok, đó là thử làm biên tập viên tiếng Anh. Người chơi sẽ đọc theo những dòng chữ chạy trên prompter như một biên tập viên dẫn tin được thụ. Và Đức Phúc đã nhập cuộc thử thách này với chiếc clip rất mượt mà. Từ đoạn clip nhỏ này cho thấy Đức Phúc nói tiếng Anh cũng rất gì và này nọ nha. Đọc với tốc độ nhanh và không vấp. Không vấp như Khánh Huy. Tròn vành chữ. Không bị giật gì giật. Là một điều không dễ với nhiều người. Nam ca sĩ cũng cho biết ngày trước mình từng ước mơ làm biên tập viên nhưng không ngờ giờ lại làm ca sĩ. Sớm tính làm gì hết đi. Thật ra thì hồi xưa là em ba mẹ đều hướng tới là con mà con cô giáo nè, làm bác sĩ nè. Nhưng mà sau khi em lớn lên thì em mới phát hiện ra là em rất là sợ máu. Em thấy máu là em nổi hết da gà, là em muốn xỉu lên xỉu xuống rồi. Rồi chưa kể làm cô giáo là em nóng tính á, em hay la á, nên là thôi không làm được. Và thông tin kế tiếp là một thông tin về ca sĩ Lê Bảo Bình. MV đạt top of trending, nhưng Lê Bảo Bình có khả năng mất hợp đồng khủng vì một lỗi ngớ ngẩn. Mới đây, khán giả được một phen trầm trồ khi Lê Bảo Bình tung ra siêu phẩm MV Sai Cách Yêu.
Chỉ sau 2 ngày công chiếu, MV đã top 1 trending trong danh mục âm nhạc thịnh hành. Thế nhưng dân mạng lại soi ra điểm bất thường trong MV này. Tài trợ cho MV của Lê Bá Bình lần này là một dòng điện thoại của Samsung. Theo đó, trong khi các nhân vật trong MV đều dùng điện thoại với nền tảng Android này, thế nhưng khi hiển thị tin nhắn khán giả xem được thì lại là giao diện tin nhắn của iPhone. Vậy là lỗi dựng phim. Ngay sau khi được chia sẻ, bài viết này đã nhận được sự quan tâm từ dân mạng. Đa số đều tỏ ra thích thú trước hạng sạng to đùng này. Một số khác cũng lên tiếng biện hộ giúp anh editor. Không ngờ cái thánh soi ra được chi tiết này luôn á trời. Khi bạn là tín đồ sử dụng iPhone nhưng bố mẹ bạn lại bắt đi edit cho điện thoại của hãng đối thủ. Chắc anh editor là fan của iPhone rồi. Vậy câu chuyện này liệu Lê Bá Bình có phải đo thường hợp đồng quảng cáo với Samsung hay không? Thì nếu như mà theo cá nhân của anh á, theo kinh nghiệm của anh tại đó đi đóng phim rất nhiều, quảng cáo rất nhiều. Em cố tình sử dụng hình ảnh thì em có thể bị đền, còn này đâu phải lỗi em. Có thể là do khi họ tìm kiếm cái hình ảnh hiển thị tin nhắn lên á. Kiểu như là footage. Họ chỉ có thể tìm được cái hình của iPhone thôi, còn không có hình tin nhắn của thằng Android. Bởi vì em biết là iPhone nó thịnh hành quá mà. Đó, cho nên là vậy. Anh nghĩ chắc không đền đâu mọi người. Mình có thể thương lượng cái đó mà. Không, cái đó mình không có thương lượng được em. Ấy là chỉ là một cái lỗi là nhỏ thôi, mình bỏ qua cho nhau lần này đi. Bỏ qua đi, anh cho em cái điện thoại đi, em bỏ qua ha. Vừa mới chào đời một ngày, ái nữ nhà võ Hạ Trâm đã bộc lộ khí chất diễn viên tài năng. Ngay từ lúc còn trong bụng mẹ, bé Moon nhà võ Hạ Trâm và người chồng Ấn Độ đã được dự đoán là sẽ là nhóc tiền like cực hot. Không bỏ sót bất kỳ khoảnh khắc nào trong ngày đón ái nữ đầu lòng, mẹ Bỉm đã cho bé làm diễn viên nhí trong MV Nói Với Con vừa được ra mắt vào tối 30 tháng 7. Không giấu nhóc tì kín bưng như nhiều gia đình VBiz khác, Võ Hạ Trâm thoải mái công khai cận diện mạo và biểu cảm siêu đáng yêu của bé Moon khi ra đời. Thừa hưởng hết gen trội từ người bố Ấn Độ và mẹ, bé Moon có đôi mắt to tròn, đôi môi chúm chím và làn da hồng hào khiến cô chú rần rần thích thú. Ở những góc quay cận, cô bé còn gây sốt với nụ cười dễ thương và ánh mắt ngây thơ, hồn nhiên nhìn mọi thứ xung quanh. Chỉ mới một ngày tuổi mà đã chuyên nghiệp cỡ này thì ái nữ lai nhà Võ Hạ Trâm tiềm năng trở thành sao nhí lắm đây. Tự nhiên thèm em bé quá. Cảm ơn, thích nữa không em? Em thích chứ. Anh cũng rất là thích. Rồi, con nít nó giống như thiên thần vậy anh, dễ thương. Đúng rồi, con nít là những chị giấy trắng rất là dễ thương mọi người. Thông tin kế tiếp, một người trùng tên với tôi. Không phải Trấn Thành, không phải La Thành, không phải Trương Nam Thành, mà chính là Lương Thế Thành. Bạn bè của Thành ai cũng nổi tiếng hết, có mỗi Trung Thành chưa nổi tiếng rồi. Thông tin là Thúy Diễm, vợ của Lương Thế Thành đã cho anh lên sóng. Chắc nịch một câu, chồng còn ngon trai, hàng ao nhà xài vẫn tốt. Thúy Diễm và Lương Thế Thành là một trong những cặp đôi đẹp nhất của điện ảnh Việt Nam và nhận được sự yêu mến của đông đảo khán giả. Mới đây nhất, nữ diễn viên đã khiến các fan ôm bụng cười khi khoe ảnh ông xã đã tập gym trên mạng xã hội, lộ rõ cơ bắp đầy hấp dẫn. Hôm qua lỡ post cái ảnh dìm hàng cái bụng của ảnh, tối thì dám đăng hình anh Louis Khu, ảnh chửi quá trời chửi. Thôi thì cái post này xóa tan hiềm khích nhé anh nhà. Thúy Diễm cũng cho biết sự thật phía sau những tấm ảnh vạm vỡ mà mình chia sẻ. Chụp lén lúc ổng tập mà ổng thấy mình chụp cái ổng quay qua tạo dáng nó giả trân. Không chỉ đăng ảnh để bù đắp tội lỗi đã gây ra mà bà xã Lương Thế Thành còn dành những lời mật ngọt dành cho chồng. Cái gì? Hàng ao nhà vẫn xài tốt ha. Chồng nhà còn ngon dai chán. Gây chưa, người ta cưới nhà lâu rồi đó. Mà vẫn còn mặn nồng ha. Không những mặn nồng mà còn mặn mà nữa. Lầy lội. Gài nhau rồi đó. Không mà anh để ý những người yêu nhau hay vậy á. Đang làm gì mà tính chụp lén, tự nhiên phát hiện ra tạo nét giả chân liền. Khánh Nguyên cũng vậy á mọi người. Mặc dù không phải yêu nha, mà mỗi khi bà đang giỡn, mình đưa điện thoại lên cái bà giả chân này. Thôi anh làm gì vậy? Không có đâu. Thôi thấy ghê quá, em có bao giờ làm vậy đâu. Em chỉ là kêu, come on, I'm not time. Đó mọi người, mình sẽ gửi cho mọi người coi clip này, nếu như cái video này được 1 triệu view. Thôi, hạ xuống được không? Ồ mà chi vậy, tự nhiên em tự dìm vậy. Tự nhiên thôi, vậy. Để tiếp triệu view đi ạ. Ok, vậy thì chúng ta sẽ đến với chuyên mục câu chị showbiz. Yo, hôm nay là ngày 1 tháng 8, cũng là ngày đầu tiên của tháng. Hello tháng 8, hãy yêu thương tụi mình nha. Lo thằng Covid-19 đi, đừng ở đây nữa, mệt quá rồi. Chúng ta hãy cùng điểm lại những thông tin hot nhất với giải trí trong và ngoài nước nha. Thông tin đầu tiên đó chính là tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Nhiều nghệ sĩ đã tham gia hỗ trợ y bác sĩ, người dân có hoàn cảnh khó khăn. Các nghệ sĩ ủng hộ bằng nhiều hình thức thiết thực như đóng góp quỹ vaccine, làm tình nguyện viên hỗ trợ các y bác sĩ bệnh viện dã chiến như là Henie, đạo diễn Thái Kim Tùng, biểu diễn văn nghệ cổ vũ tinh thần bệnh nhân ở bệnh viện dã chiến, Phương Thanh, saxophone Đàm Mạnh Tuấn, Nguyễn Phi Hùng, đem lương thực cho người dân ở khu cách ly phong tỏa, MC Đại Nghĩa, MC Quốc Thuận, MC Quyền Linh. Các nghệ sĩ cũng cho ra mắt nhiều sản phẩm nghệ thuật tri ân y bác sĩ tuyến đầu cổ vũ tinh thần chiến thắng đại dịch. Nghệ sĩ ở nhà nhưng vẫn tích cực làm show cho khán giả. Các chương trình truyền hình chuyển sang dạng quay tại nhà. Ví dụ giống như là
Ông Mai Hẹn Hò được chuyển từ Bạn Muốn Hẹn Hò nè, Ghép Đôi Thần Tốc Online, chương trình Hãy Đoán Đi nè, Ai Là Người Giả Trân nè, như là có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ lớn giống như là chú Quyền Linh nè, cô Hồng Vân nè, chị Cát Tường, anh Hứa Minh Đạt nữa, rất nhiều vân vân và rất là nhiều nghệ sĩ khác, cũng giống như là những cái show ẩm thực nè, mini show hát solo của các nghệ sĩ để phục vụ khán giả, cũng giống như là những clip ngắn từ TikTok để kết nối với người hâm mộ. Mấy bên này TikTok là hot lắm đó nha. Thông tin kế tiếp là thông tin mà người hâm mộ cũng hơi hoang mang, đó chính là Vinh Râu và Lương Minh Trang đã chia tay. Cuối tháng 7 này cả hai chia tay nhau nhưng kéo theo nhiều drama trên mạng xã hội. Khán giả vẫn đang rất là xăm soi xem là nguyên nhân là tại ai mà chia tay. Vì đâu mà nên nông nỗi này, vì đâu lên cái sự này. Tuy nhiên thì đó, chia tay như thế nào thì đó là câu chuyện riêng của hai người, và chúng ta là những người hâm mộ, chúng ta không nên đào bới quá sâu vào câu chuyện này. Không ít sau việc phát ngôn gây tranh cãi, ví dụ như đạo diễn Nguyễn Quang Dũng nè, Lan Khê nè, cũng là một trong những gương mặt mà gây nên sóng gió vào khoảng cuối tháng 7 này. Kế tiếp là thông tin về scandal rúng động châu Á. Vậy chắc chắn là phải nhắc tới scandal của Đỗ Mỹ Trúc và Ngô Diệc Phàm. Chính xác, Ngô Diệc Phàm bây giờ đã lộ mặt ra là một F-boy chính hiệu. Bên cạnh những thông tin khá là tiêu cực và có mấy không vui đó thì chúng ta cũng có những thông tin khá là vui, khá là tích cực này. Ví dụ giống như là Park Seo Joon đại diện cho Hàn Quốc đã trở thành một nhân vật ở trong Captain Marvel phần 2 nè. Hoặc là thông tin về nhóm nhạc Tiara này, SNSD sẽ quay trở lại tái xuất vườn gã mộ. Hay những idol của anh ngày xưa, Lưu Đức Hoa đã được số lượng mà lượt coi livestream rất là lớn. Và chúng ta cũng không quên nhắc tới cái đợt Olympic Tokyo 2020 đang diễn ra nè, có rất là nhiều khuôn mặt trẻ tự nhiên được chú ý rất là nhiều ở các bộ môn nha. Ví dụ như là những vận động viên trẻ tuổi, có người chỉ mới 13 tuổi thôi nè, hoặc là vận động viên Wilson Sim nè, vận động viên bơi lội của Malaysia tự nhiên hot rần trên mạng xã hội luôn. Cô này có thể biết tên bởi vì cô ấy rất là mê trai đẹp. No. Nhưng mà em biết không, cái điều ấn tượng với anh nhất với mọi người trong cái Olympic này á, đó là một thông tin về Tiểu Cường. Đó là một nhân vật khá là nổi cộm lên nha, vừa mới hot lên luôn á nha quý vị khán giả. Với phụ nữ thì họ sợ dán. Đàn ông chúng tôi không sợ dán nha mọi người. Thí dụ anh thấy cô dán sai, để nó hết câu đừng có che vô như vậy. Và nó thích. Ví dụ như thấy con dán đang bò mình á, anh ơi con dán kìa, thục lấy giấy đập cái pep easy. Nhưng một khi mà nó chuyển qua chế độ bay thì xin lỗi mọi người chứ anh sẽ quay qua nói nhiều nè. Em thật sự mà dù anh rất là yêu thương em nhưng mà anh nghĩ tụi mình nên bỏ nhà đi mua nhà mới đi. Và thưa quý vị, thông tin về chú Tiểu Cường đáng yêu vừa rồi cũng đã khép lại bản tổng hợp tin tức xong suốt tháng 7 vừa qua của Cà Phê Trưa. Rất cảm ơn các bạn khán giả đã theo dõi từ lúc bắt đầu cho đến giờ. Và Khánh Nguyên, Anh Thành cũng như là ekip của chương trình Cà Phê Trưa cũng sẽ cố gắng hết sức để có thể đem đến cho quý vị khán giả của chương trình Cà Phê Trưa những tin tức mới nè, hot nhất nè của giới giải trí trong Việt Nam và cũng như là thế giới để các bạn có thể cập nhật những tình hình mới nhất nhé. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên chương trình Cà Phê Trưa sẽ luôn phát sóng vào khung giờ là 11:45 trên kênh YouTube Việt Nam Top News và App Net Love, cũng như là sẽ phát lại vào lúc 12:00 trên kênh YouTube Net Love. Nếu các bạn cảm thấy yêu thích chương trình này thì ngoài việc like, share và comment ngay dưới những video của mỗi ngày ra thì các bạn đừng quên subscribe ngay để có thể đón xem những thông tin mới nhất, nóng hổi nhất cũng như là những cái chuyên mục khác thú vị của Việt Nam Top News. Và bây giờ thì Trung Thành và Khánh Nguyên xin phép chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại.